bây giờ chúng ta đến gặp bài của Đức Thánh Linh. And we're going to study the title of the lesson is the function and desire of the Holy Spirit. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về chức năng và ao ước khao khát của Đức Thánh Linh. God has not only given us the Holy Spirit. Vì Đức Chúa Trời không những chỉ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài. But He left us an example and record of the first church of the Holy Spirit. Nhưng Ngài cũng để lại cho chúng ta những bản kỹ thuật về hội thánh đầu tiên ở trong Đức Thánh Linh Ngài là như thế nào. And here is the example and pledge of what God can do through a people who are filled with this Holy Spirit. Và đây là một cái tấm gương, một ví dụ về thế nào một dân sự được đổ đầy Đức Thánh Linh thì họ sẽ như thế nào. And He can do that through any people at any age. Và Ngài có thể làm như vậy qua bất cứ dân sự nào ở bất cứ thời đại nào. Now what we've seen is that God didn't come to just any people, but to a prepared people. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đến với không phải bất cứ người nào, nhưng mà Ngài đến với một dân sự được chuẩn bị. And all through the Bible, if you looked at if God called any man, He immediately began to prepare that one for the work He called him to do. Và chúng ta nhìn xuyên suốt cả Kinh Thánh, nếu Đức Chúa Trời kêu gọi một ai, thì Ngài ngay tức khắc chuẩn bị người đó để làm những công việc mà Ngài kêu gọi người đó làm. Abraham will walk a walk of faith for 25 years. Abraham đã bước đi hành trình của đức tin trong suốt 25 năm. Moses will spend 40 years behind the backside of a desert. Rồi Môi-se, ông phải mất hết cả 40 năm ở đằng sau của một cái sa mạc. And Joseph will go into the dungeons of Egypt. Còn Joseph thì đi vào ngục tối của Egypto. But all of this was preparing them for the work that God had called them to do. Nhưng mà tất cả những điều này đều nhằm để chuẩn bị họ cho cái công việc mà Chúa kêu gọi họ làm. And you and I are called to carry this message of the gospel. Và anh chị em và tôi được kêu gọi để đem cái sứ điệp của phúc âm ra rao giảng cho mọi người. We are to be that vessel that God can use in this last day outpouring of His Holy Spirit on the earth. Và chúng ta phải là cái chiếc bình mà Chúa Ngài có thể sử dụng, Ngài có thể tuôn đổ qua chúng ta trong những ngày sau rốt ở trên thế gian này. And we have those first disciples as our example of how we are to follow. Và chúng ta có những môn đồ đầu tiên, họ đã hành động sống động như thế nào, làm tấm gương cho chúng ta bước theo. Through them we can see the preparation that we must go through. Và qua họ, chúng ta có thể thấy được những sự chuẩn bị mà chúng ta phải trải qua. So we're going to read from Ephesians chapter 5 and verse 18. Chúng ta sẽ đọc ở trong Ephesians đoạn 5 câu 18. Ephesians đoạn 5 câu 18. Đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. And then we're going to look at Acts chapter 1 verse 8. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào Công vụ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, xứ cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. And we'll look at Luke chapter 24 and verse 49. Và chúng ta xem trong Luca đoạn 24 câu 49. Còn về phần các ngươi, hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Just before Jesus went back to be with the Father in heaven, He talked to His disciples and followers. Và trước khi Chúa Giêsu Ngài trở về trời, thì Ngài đã nói với các môn đồ, những kẻ đi theo Ngài rằng, and He said, it's expedient that I go away. Nói rằng cái điều ích lợi là ta đi. He said it's more profitable that I go away than if I stay. Ngài nói rằng ích lợi hơn cho các ngươi khi ta phải đi. He said because if I don't go, the Holy Spirit will not come. Vì nếu ta không đi thì Đức Thánh Linh sẽ không đến. That was in John chapter 16 and verse 7. Điều đó ở trong Giăng đoạn 16 câu 7. Now Jesus up to this point has said very little about the Holy Spirit. Và Chúa Giêsu đến từ đó đến nay Ngài nói rất ít về Đức Thánh Linh.
But in those last and final days, just before he went to be back with the Father, he began to expound and make emphasis about the Spirit of Truth. Nhưng mà trong những ngày Ngài chuẩn bị trở về cùng Cha, thì những lời giảng, những lời chia sẻ là Ngài nhấn mạnh về Đức Thánh Linh. He told them about the Spirit of Truth and the Comforter. Và Ngài nói về Thánh Linh là thần yên ủi, là đấng là thần lẽ thật. He made them know that that same Spirit that was in him was going to come and be in them. Và Ngài nhấn mạnh với họ rằng cũng cùng một Thánh Linh đã ở trong Ngài đó, Thánh Linh đó bây giờ sẽ ở trong họ. So the Holy Spirit then is the key to everything and anything that God is going to do in the earth. Nên Đức Thánh Linh là chìa khóa cho mọi việc mà Đức Chúa Trời sẽ hành động ở trên đất này. You see, it's the Holy Spirit that's our link to Christ. Chúng ta thấy là Đức Thánh Linh chính là điều nối kết chúng ta với Đấng Christ. When we receive the Holy Spirit, immediately we are joined to Christ. Khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, là ngay tức khắc chúng ta được kết hiệp với Đấng Christ. Therefore we are linked to God's purpose concerning Christ. Vì vậy chúng ta được nối kết với mục đích của Đức Chúa Trời nhờ qua Chúa Giêsu, nhờ Đấng Christ. And we're not only just the purpose of Christ or the purpose of God in Christ, but we become the means through which that purpose is accomplished. Và chúng ta không phải chỉ là mục đích của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, mà chúng ta cũng trở nên phương tiện của Ngài để hoàn tất mục đích. And when we receive the Holy Spirit at once, we are joined to Christ and God's purpose in Christ. Và khi chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng ta kết hiệp với Đấng Christ và chúng ta ở trong cùng mục đích với Đấng Christ. In coming to Christ, the new creation, our human spirit is renewed and restored. Và khi chúng ta bước vào trong Đấng Christ, chúng ta trở thành một tân tạo vật. Chúng ta có một tâm linh mới, chúng ta có một tấm lòng mới. And we receive the Holy Ghost to be our link between our renewed spirit and Christ. Và chúng ta nhìn thấy Đức Thánh Linh chính là điều nối kết con người mới của chúng ta với Đấng Christ. We're linked with Christ who sits at the right hand of the Father. Và chúng ta nối kết với Đấng Christ mà Ngài đang ngồi với bên hữu của Cha. This is what Jacob saw when he fled from Esau. Và đây là điều Gia-cốp đã nhìn thấy khi ông chạy trốn khỏi Ê-sau. That night, in the wilderness, he had a dream and a vision from God. Và đêm hôm đó ở tại xứ Ê-díp-tô, ông nhận được một giấc mơ, một khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời. He saw a ladder which reached from Bethel, which is a rock, the house of God. Ông nhìn thấy một cái thang bắt từ Bê-tên, là nơi vầng đá của Đức Chúa Trời đó. It reached from Bethel to the throne. Từ Bê-tên đến tận ngay trên trời của Đức Chúa Trời. Bethel means house of God, and that's the church. Và Bê-tên có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời, có nghĩa là hội thánh. Wherever you find the word house used, it is the church. Bất cứ khi nào chúng ta nhìn thấy chữ cái nhà ở trong Kinh Thánh, điều đó có thể chỉ đến hội thánh. And that was the first time it was mentioned in the Bible, the Old Testament. Và đó là lần đầu tiên cái nhà được nhắc đến ở trong Cựu Ước. And wherever you see the church, you're seeing Christ. Và bất cứ nơi nào bạn nhìn thấy hội thánh là bạn nhìn thấy Đấng Christ. The ladder was reaching from the church or Christ on earth all the way to the throne. Và cái thang đó bắt từ ngay trên đất này đi thẳng đến thiên đàng. The ladder is the Holy Spirit, and when we receive the Holy Spirit, then the link between us and Christ is established. Và cái thang đó chính là Đức Thánh Linh, biểu tượng Đức Thánh Linh. Và mỗi khi chúng ta được bước vào trong Đấng Christ, Đức Thánh Linh nối kết chúng ta với Đấng Christ, với chính Đức Chúa Trời. It's through the Holy Spirit that we have a living relationship with God. Và chính nhờ qua Đức Thánh Linh mà chúng ta có mối tương quan sống động với Đức Chúa Trời. And through the Holy Spirit, God is brought close. We do not feel far from Him. Và bởi qua nhờ qua Đức Thánh Linh, chúng ta cảm nhận rất gần gũi với Đức Chúa Trời, chứ không xa cách Ngài. Now there's an imitation of this out in the church today. Và có một sự bắt chước lẫn nhau ở trong hội thánh này hôm nay. There are people running around making tongues as the important thing. Có những người họ đi nơi này nơi kia, họ cho rằng cái tiếng lạ là quan trọng nhất. They emphasize that you must talk in tongues, but not on the Holy Spirit. Và họ nhấn mạnh là anh phải nói về tiếng lạ,
nhưng mà lại không nói về Đức Thánh Linh. They'll even try to teach you how to speak in tongues. Rồi có khi họ còn dạy bạn để biết nói làm sao để nói tiếng lạ nữa. And then if you utter anything they say there, now you've received the Holy Spirit. Và nếu bạn chỉ nói sơ sơ một chút gì đó, họ nói ồ vậy là có nhận được Đức Thánh Linh rồi. But tongues doesn't produce the Holy Spirit. The Holy Spirit produces tongues. Nhưng mà tiếng lạ không sản sinh ra Đức Thánh Linh, mà chính Đức Thánh Linh mới sản sinh ra tiếng lạ. Today the church doesn't need tongues. They need the Holy Ghost. Và ngày hôm nay hội thánh không cần tiếng lạ, nhưng mà chính là họ cần Đức Thánh Linh. You and I need the Holy Spirit. Anh chị em và tôi cần Đức Thánh Linh. And you here in this class, if you receive, you will receive tongues if you receive the Holy Spirit. Và nếu bạn đang học trong lớp này, nếu bạn nhận là Đức Thánh Linh thì bạn sẽ nhận được tiếng lạ. But the main thing is you need to receive the Holy Spirit. Nhưng mà điều chính yếu là bạn cần phải nhận là Đức Thánh Linh. He is imperative to all our work in the kingdom of God. Và Ngài chính là đấng bắt buộc phải có trong công việc chúng ta hầu việc Chúa và trong chính đời sống của chúng ta. It's the Holy Spirit that makes God near, very near. Và chính Đức Thánh Linh làm cho Đức Chúa Trời rất gần gũi chúng ta. Union is established by the Holy Spirit. Và sự tương thông, sự tương giao đó được thiết lập bởi Đức Thánh Linh. The renewed human spirit with the Holy Spirit becomes the basis of a whole new world. Và với sự đổi mới của trong Thánh Linh thì chính Đức trong tâm linh thì Đức Thánh Linh làm chúng ta ở kinh nghiệm một hoàn toàn một thế giới mới. And that's the world that you and I have to operate if we're going to be effective for the kingdom. Và đó chính là thế giới mà chúng ta phải vận hành nếu chúng ta muốn được kết quả cho vương quốc của Chúa. And you are being prepared to be a vessel through which the Holy Spirit can come. Và anh chị em đã được chuẩn bị để anh chị em trở thành chiếc bình mà qua đó Đức Thánh Linh có thể đến. And with the Holy Spirit in the new creature, everything now is spiritual. Và Đức Thánh Linh ở trong một tạo vật mới, bây giờ chúng ta thấy mọi điều đều trở nên thuộc linh. The Christian is a spiritual being. Và Cơ Đốc nhân là một thể thuộc linh, một con người thuộc linh. And the whole system of the kingdom of heaven becomes the Spirit's sphere and basis of activity in our life. Và cả vương quốc Đức Chúa Trời trở nên một cái bầu không khí thuộc linh, nơi đó chúng ta hành động và sống. And his goal and his work is to transform us into the image of Christ. Và mục tiêu của Ngài, công việc của Ngài là biến đổi, tiếp tục biến đổi chúng ta trở nên giống như Đấng Christ. See, we were designed to have fellowship with God. Chúng ta được thiết lập để mà có mối tương giao với Đức Chúa Trời. We were designed for the kingdom of heaven, but that's not a geographical place. Và chúng ta được dựng nên để ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời, nhưng mà vương quốc đó không phải thuộc về địa lý. The kingdom of heaven is a spiritual order. Nhưng mà vương quốc của Đức Chúa Trời là một cái trật tự, một cái sự thiết lập trật tự, một cái không khí trong thuộc linh. And sin being spiritual works against the very design of our being. Và tội lỗi nó đã hành động để chống cự lại trong chính cái mọi lĩnh vực thuộc linh đó của chúng ta. Now sin is not doing this or doing that. Và tội lỗi không phải chỉ là việc chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái kia. You can call sin by all sorts of different names. Và chúng ta có thể gọi tội lỗi bằng nhiều cái tên khác nhau. You may say this is a sin, that is a sin. Chúng ta có thể nói là đây là tội, kia là tội. And you may be right, but we need to get behind all of that. Và bạn có thể đúng, nhưng mà chúng ta còn phải đến đằng sau vấn đề đó nữa. Because those are only names of one main aspect of sin. Vì đó là những cái danh xưng của một chính cái phạm trù của tội lỗi mà thôi. You see, sin is one thing and sins are another. Tội lỗi là một điều và những tội lỗi là một điều khác. Sin, which is behind all sins, is that which touches the very design and nature of our being. Vì tội lỗi chính là gây ra tất cả những tội lỗi và nó là điều ở đằng sau mọi chính con người chúng ta. And it comes against and defeats the end for which we've been made by God. Và tội lỗi đến để phá hủy cái mục đích mà Đức Chúa Trời đã muốn dựng nên chúng ta cho nhằm mục đích đó. You see, the design of God for our recreated spirit is to move from glory to glory and from faith to faith.
Chúng ta thấy rằng chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho con người mới của chúng ta là chúng ta bước tới từ vinh hiển qua vinh hiển, từ đức tin đến đức tin. And the ultimate thing in this design is transfiguration. Và rồi cuối cùng là chúng ta kinh nghiệm sự biến hóa. Being conformed to the image of Christ. Chúng ta được biến hóa trở nên giống như ảnh tượng của Đấng Christ. Is the working of God, and that is the intent and desire of the Holy Spirit within us. Và đó là cái ý định, cái khao khát của Đức Thánh Linh đang hành động ở bên trong chúng ta. But sin works against that. Nhưng mà tội lỗi thì nó chống cự lại, nó hành động để chống cự lại mọi điều. That's why God is always revealing and showing us those things that are not Christ in our life. Vì vậy Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn bày tỏ mặc khải cho chúng ta thấy những gì không thuộc về Đấng Christ ở trong cuộc đời chúng ta. Now Adam, the first son of God, was given the capacity for divine relationship. Và Adam là người con trai đầu tiên của Đức Chúa Trời. Ông được ban cho một cái mối tương giao với Đức Chúa Trời. God came and walked with him every day. Mỗi ngày Đức Chúa Trời đều đến qua khu vườn thăm viếng và trò chuyện và bước đi cùng với ông. Adam was on probation with the idea that he would be eventually transfigured into being a son. Và ông đang ở trong cái giai đoạn chẳng bao lâu ông sẽ trở thành được biến hóa trở thành người con của Đức Chúa Trời. You and I are now on probation for our inheritance. Và bây giờ chúng ta anh chị em và tôi đang chuẩn bị dành cho cơ nghiệp của mình. And that inheritance ultimately is to be conformed to the image of Christ and have dominion. Và đó chính là mỗi chúng ta được biến hóa trở nên giống như Đấng Christ và chúng ta nắm quyền quản trị. We're on probation for that now, and the choices we make determine our destiny. Và chúng ta đang ở trong hướng đi như vậy, nhưng mà mỗi ngày chúng ta quyết định chọn lựa điều gì thì nó sẽ quyết định cái số phận của chúng ta. The scripture says many are called. Và Kinh Thánh nói rằng nhiều kẻ được kêu gọi. Everyone born again is called. Và tất cả mọi người nào được tái sanh đều được Chúa gọi hết. God is calling each and every one of you. Chúa gọi từng mỗi một người trong anh chị em. But it says few are chosen. Nhưng mà ở đây lại nói tiếp là nhưng mà ít người được chọn. It's because in those tests and trials that God allows to come our way, they don't want to deny self. Đó là vì cớ trong những sự thử thách, trong những sự rèn tập, thì họ không muốn từ chối cái bản ngã của họ, cái tôi của họ. It's in taking up our cross and denying ourselves that we either come into the fullness of what God has for us or we do not. Và chính ở tại việc chúng ta tự bỏ mình đi, mang lấy thập tự giá mình, bước đi theo Chúa thì mỗi ngày chúng ta được biến hóa giống như ảnh tượng Ngài. God isn't going to make you go on that cross. It's a choice you must make. Và Chúa sẽ không có buộc bạn đi lên thập tự giá đâu, nhưng mà đó là cái quyết định mà bạn chọn lựa. And the first sign of the Spirit's work in your heart will be a brokenness and a confessing of your sense of need. Và cái dấu hiệu đầu tiên về việc Đức Thánh Linh đang hành động trong bạn đó là chính tấm lòng tan vỡ của bạn và bạn nhận biết rằng bạn cần Chúa, bạn cần Đức Thánh Linh. And the brokenness will be a result of seeing the corruption that's in our own heart revealed by the holiness of God's presence. Và cái sự tan vỡ như vậy xảy đến là khi chính Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta thấy cái tình trạng hư hoại, tuyệt vọng của chúng ta và chúng ta cần đến Ngài. And when the Holy Spirit in you reveals the awful holiness of God, then you, like Isaiah, see yourself who you really are. Và khi Đức Thánh Linh mặc khải sự thánh sạch của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ la lên như là Ê-sai. Ông đã la lên là khi ông thấy Chúa thì ông thấy sự ô uế, sự gớm ghê của ông. In the sixth chapter of the book of Isaiah, the man of God prayed through. Và trong Ê-sai đoạn 6 thì có một đó thì Ê-sai đã nhìn, ông đã cầu nguyện và ông kinh nghiệm sự đột phá. Isaiah saw the Lord high and lifted up. Ông nói là tôi thấy Chúa ngồi ở trên ngôi cao sang. His train filled the temple and the whole earth was filled with his glory. Vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ và đất đầy dẫy sự vinh quang của Ngài. The posts of the temple began to shake. Và những cái cột ở thiên đàng bắt đầu bị lắc động.
Isaiah saw God, and in the presence, in that presence, he saw himself. Và Esai đã nhìn thấy Chúa, và trong sự khải tượng đó, thì khi ông thấy Chúa, thì ông cũng nhìn thấy chính mình. And that is the revelation that will come. Và đó chính là sự mặc khải sẽ đến với chúng ta. That is the first work of the Holy Spirit. Đó là cái công việc đầu của Đức Thánh Linh. He will bring a brokenness and a confession. Ngài sẽ đem đến chúng ta một tấm lòng tan vỡ, một lời xin tội. Isaiah confessed, I am a man of unclean lips and I dwell in the midst of an unclean people, a people of unclean lips. Và Esai đã nhìn thấy điều đó và ông la lên rằng tôi là một người có môi dơ dáy ở giữa một dân sự có môi dơ dáy. That was Isaiah chapter 6 and verse 5. Đó là Esai đoạn 6 câu 5. This will be the first work of the Holy Spirit in your life. It won't be laughing and playing around and joking and running, but a brokenness and a confession of the unholiness of our life. Và đây cũng là cái công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh. Chúng ta không phải chỉ nhảy nhót, cười đùa thôi đâu. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh đụng đến, chúng ta nhìn thấy chúng ta là gớm ghê và chúng ta tan vỡ và chúng ta khóc lóc. An awful sense of God's presence will come when the Holy Ghost comes. Và một cái sự cảm nhận rất kính sợ về sự hiện diện của Chúa. Nên khi Đức Thánh Linh đến, thì chúng ta sẽ nhận thấy mọi điều như vậy. You want to spend time on your knees in prayer. Và bạn sẽ muốn dành thì giờ quỳ gối mà cầu nguyện nhiều. And I want to add at one time, it's not a one-time thing. Và tôi muốn nói thêm là và vấn đề này không phải chỉ một lần thôi đâu. It will happen many times in your walk with Christ if you're faithful in the Holy Spirit. Nhưng mà nó sẽ xảy ra rất nhiều lần đang khi bạn bước đi với Đức Christ và bạn trung tín với Đức Thánh Linh. The first time it happened to me, I realized how holy God was and how much of a sinner I was. Lần đầu tiên tôi nhận biết rằng Đức Chúa Trời thật thánh khiết biết bao, còn tôi thật là một tội nhân đáng. It scared me. I have the fear of the Lord. Và nó làm cho tôi sợ hãi. Tôi có sự kính sợ Chúa. I felt that power that took Ananias and Sapphira out. Và tôi nghĩ đến cái quyền năng mà đã làm cho Ananias và Sapphira phải ngã chết. All I could say was, I didn't lie to you, Holy Spirit. I didn't lie to you, Holy Spirit. Và lúc đó tôi chỉ nói rằng, Đức Thánh Linh ơi, con không có nói dối với Ngài. Đức Thánh Linh ơi, con không nói dối. I didn't know what to do. Tôi cũng không biết phải làm gì. But then somebody came by. Nhưng có một ai đó bước tới. They began to sing, Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. It washes white as snow. Và lúc bây giờ, tôi nghe một ai đó bước tới và tôi nghe họ hát là Ôi dòng huyết Giê-xu, ôi dòng huyết Giê-xu, ôi dòng huyết Giê-xu, là huyết đã rửa sạch tôi, được nên trắng như tuyết. Amen. Thank God for the Lord Jesus. Cảm tạ Chúa vì huyết của Chúa Giê-xu. You and I have nothing else to stand on. Và anh chị em không có điều gì nào khác để chúng ta có thể đứng vững trên đó. Only the blood of Jesus. Chỉ nhờ bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu. It's only what God has done for us, nothing we've done for Him. Và tất cả chỉ là những gì Chúa đã làm cho chúng ta, còn chúng ta không có làm gì cho Ngài. And if we'll stay humble before the Lord, He'll begin to reveal the real awesome power of His Holy Spirit. Và nếu chúng ta cứ hạ mình ở trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ mặc khải quyền năng lớn lao vĩ đại đáng kinh của Ngài. If he comes in this room right now, we're all going to be on the floor, I guarantee you. Và nếu Chúa bước vào trong phòng nhóm này chiều hôm nay, thì tất cả chúng ta đều là quỳ gối trên mặt đất hết. When the Spirit of God moves in that holy power, there's nothing that we can do but just submit to Him, submit to His holiness, and cry out that God would conform us to the image of Christ. Nên khi chính Đức Thánh Linh Ngài hiện diện, thì chúng ta không thể làm gì được ngoài việc đầu phục Ngài và chúng ta hoàn toàn đầu phục Ngài. You see, I knew this school was the truth because the Holy Spirit will bring a revelation of Christ and a desire to be like Him. Và tôi biết trường Đức Christ là một trường công bố ra lẽ thật, vì khi chúng ta được nghe lời Chúa,
chúng ta sẽ thấy hiểu rõ chức năng của Đức Thánh Linh, và chúng ta sẽ hiểu lòng khao khát của Đức Thánh Linh là muốn chúng ta được trở nên giống như Ngài. And when I went through that very first school in Thailand in 2000, on the day of graduation, I shook Brother Clendenin's hand, but in my heart there was only one desire: I want to be like Christ. Và khi tôi học trường này lần đầu tiên vào năm 2000, lúc bây giờ tôi đến xong cái trường trong cái khóa học thì tôi bắt tay một sư Clendenin, nhưng mà sâu trong lòng tôi nói rằng tôi chỉ ao ước được trở nên giống như Đấng Christ. And then I knew this is truth. Và bây giờ tôi biết rằng đây là lẽ thật. Any teaching you hear, if it doesn't produce in you a desire to be like Christ or be holy, then throw it out. It's not from God, it's from the devil. Nên nếu bất cứ sự dạy dỗ nào mà không làm cho bạn khao khát được trở nên thánh sạch, khao khát được trở nên giống như Đấng Christ, thì mọi sự dạy dỗ bạn đó là sai trật và bạn có thể quăng bỏ đi. See, the Holy Ghost desires to fill our thoughts. Vì Đức Thánh Linh Ngài muốn làm đầy tư tưởng của chúng ta. He wants His light to penetrate the deepest and hidden resources of our being. Và Ngài muốn dò xét tất cả mọi nơi ẩn khuất nhất ở trong con người chúng ta. See, His coming, first of all, is to break us and to reveal our unholiness. Và khi Ngài đến với chúng ta, Ngài đập vỡ chúng ta và Ngài phơi bày cái sự bất khiết của chúng ta ra. You may have been a pastor or an evangelist. Và bạn có thể là đã là một mục sư, là một người truyền giáo. And God may have used you to accomplish some things. Và Đức Chúa Trời có sử dụng bạn để hoàn tất một điều nào đó. But if you allow Him, nhưng mà nếu bạn để cho Ngài được phép, in this time He will come, He's going to reveal to you the unholiness of your heart by revealing Christ in you. Thì Ngài sẽ mặc khải trong bạn cái sự bất khiết ở trong tấm lòng của bạn và bày tỏ cho bạn biết về Đấng Christ ở trong bạn. You may have felt and believed that the Holy Ghost would be a real person before. Và bạn trước đây bạn có thể đã tin về Đức Thánh Linh như là một thân vị trước đây rồi. And you have in measure received Him. Và bạn đã có một mức độ nào đó đã nhận lãnh Ngài. And He's operated through your in and through your life before. Và Ngài đã từng hành động trong bạn qua bạn trước đây rồi. But He wants this revelation to now become so tremendous and awesome that all other experience will seem like nothing compared to that. Nhưng mà Ngài muốn bạn kinh nghiệm Ngài một mức độ lớn lao đến nỗi mọi từng trải trước đây không thể nào so sánh với điều đã được. Do you want that to happen? Bạn có muốn điều đó xảy ra không? With all other claims of being filled with the Holy Spirit. Với tất cả mọi điều chúng ta xin nhận là chúng ta đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh. And you've seen others that have said they've been filled. Và chúng ta cũng nghe người khác họ nói rằng họ đã được đổ đầy. Do you not recognize the limitations of your life? Và chúng ta có nhận ra sự giới hạn của cuộc đời mình không? Do we not see how little He's really been able to work through our life? Chúng ta có thấy rằng Ngài đã làm quá ít trong cuộc đời chúng ta? Do you really desire Him to be through you all that He wants to be, so that every other experience of your life will seem as nothing? Và bạn có ao ước rằng Ngài sẽ hành động mạnh mẽ qua cuộc đời bạn để mọi kinh nghiệm từng trải trước đây không có gì là có thể sánh được? He desires to make Himself so real to you and I that it will be like we're having a face-to-face experience. Và Ngài rất ao ước là muốn cho bạn nhận biết Ngài một cách thực hữu, giống như chúng ta được mặt đối mặt với Ngài vậy. And when that happens, it'll be like we've never seen Him before. Và khi điều đó xảy ra, chúng ta thấy như là chúng ta chưa hề gặp gỡ Ngài trước đây. Like Job, who will cry, I have heard of thee by the hearing of the ear, but now my eye seeth thee. Và lúc đó chúng ta sẽ la lên như Job, ông đã la lên rằng, trước tôi có nghe đồn về Chúa, tai tôi có nghe về Chúa, nhưng bây giờ tôi đã thấy Ngài. And how did Job react? He said, wherefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Và sau đó ông Giáp nói gì? Và khi tôi thấy Ngài, thì tôi thấy chính mình thật gớm ghê, và tôi ăn năn trong tro bụi. That will be the first work of the Holy Spirit if we allow Him to work in our lives. Và đó sẽ là công việc đầu tiên của Đức Thánh Linh nếu chúng ta để cho Ngài được phép hành động trong cuộc đời chúng ta. But at the same time, we must not allow that work of complete sanctification
cross over and touch the fact that we've been saved. We are justified. Và dấu và khi cái niệm nó trải đến, chúng ta cũng biết rằng chúng ta đã được cứu, chúng ta đã được xưng công bình rồi. See, we all in this room have been saved, but we still have more work that needs to be done in our life. À, tất cả chúng ta ngồi trong căn phòng này, chúng ta đã được cứu rồi, nhưng còn nhiều điều lắm ở trong cuộc đời chúng ta. And what we really need is a living experience of the awesome holiness of God to come in and touch us. Và điều chúng ta cần là chúng ta cần từng trải một sự hiện diện sống động của Đức Chúa Trời bước đến trong cuộc đời chúng ta. Because if you do that, we'll get our priorities right. Và khi chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ có một cái trật tự ưu tiên điều nào là đúng. We'll see how unimportant the things of this world are and how important it is that we are called and followed according to His purpose. Và chúng ta sẽ thấy rằng mọi điều trên trần gian này chẳng quan hệ gì, nhưng mà điều chúng ta được Ngài kêu gọi để bước đi và làm trọn mục đích của Ngài. See, like with my experience, we always have to recognize the value of the blood. Và giống như trong kinh nghiệm của tôi, chúng ta phải luôn luôn biết và nhận biết cái giá trị của dòng huyết của Chúa Giêsu. You see, we're saved only by the blood of Jesus Christ. Và chúng ta thấy rằng chúng ta được cứu chỉ nhờ bởi dòng huyết của Chúa Giêsu mà thôi. Has nothing to do with our perfection. Và nó không có điều gì liên hệ đến cái sự tuyệt hảo trọn vẹn của chúng ta. And then when God begins to deal with us and show us these deep things in our own being, we don't have to be despair. We just repent and ask Him to forgive us and go on. Và khi Chúa mặc khải cho chúng ta những sự kém thiếu, những góc tối ở trong cuộc đời chúng ta, chúng ta không cần phải thất vọng, nhưng mà chúng ta chỉ nhận lỗi, ăn năn trước mặt Ngài và chúng ta bước tới với Ngài. Because the only reason He's dealing so drastically with us is so He can use us as a perfect vessel for His work. Và lý do mà Ngài xử lý chúng ta cách rất là mạnh mẽ, nghiêm khắc là để cho Ngài có thể sử dụng cuộc đời chúng ta và hành động qua cuộc đời chúng ta một cách lớn lao. So if we allow the experience of sanctification to touch our justification, then the accuser of the brethren will come in and accuse us before the Lord. Và nếu chúng ta để cho mọi việc nên thánh, mọi việc xưng công bình chúng ta được hành động ra, thì kẻ kiện cáo nó rất thích đứng trước mặt Chúa để kiện cáo chúng ta. And He'll bring us under condemnation. Và nó đem chúng ta đến dưới sự định tội. We must always know that God is dealing with us so He can pour His life through us. Chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời xử lý chúng ta là để Ngài có thể hành động qua chúng ta. He's simply deepening the channel that He may be poured through us. Và Ngài chỉ làm cho cái bình đã được sâu hơn để Ngài có thể tuôn đổ qua chúng ta. He's widening it so there can be a greater flow of His life through us. Ngài mở rộng chiếc bình đó để một sự tuôn tràn lớn lao có thể tuôn tràn qua chúng ta. And to do that, He must rid us of everything that's not of Him. Và để làm như vậy, Ngài phải lột bỏ khỏi chúng ta tất cả mọi điều mà không thuộc về Ngài. See, in the light of His purity, it's not so much that you'll see sin as you will see yourself. Và nhưng mà trong đời sống nên thắng như vậy, không phải chúng ta chỉ nhìn thấy tội lỗi, nhưng mà Chúa cho chúng ta nhìn thấy chính cái tôi, chính con người riêng của mình. We will see for the most part that pride, that self-motive. À, chúng ta sẽ nhìn thấy sự kiêu ngạo của chúng ta, nhìn thấy chúng ta có cái động cơ làm gì cũng để dành cho cái tôi của mình. You ask preachers why they want to have revival. Và chúng ta hỏi thăm một người mục sư giảng đạo là tại sao ông muốn có cơn phấn hưng. Oh, they get excited. Họ phấn khởi lắm. But if you probe them deeply enough, nhưng mà nếu chúng ta hỏi họ sâu đủ, you may find out it's because they'll have the biggest church in the town. Thì họ nói, ồ, phấn hưng để hội thánh tôi sẽ thành hội thánh lớn nhất ở trong thị trấn. Maybe they'll have a bigger offering, more money coming in. Hoặc phấn hưng thì người ta sẽ vào, người ta sẽ dâng tiền nhiều hơn. That's that selfish motive. Đó chính là động cơ ích kỷ. The Holy Spirit will reveal every motive and desire of our hearts. Và chính Đức Thánh Linh sẽ phơi bày ra tất cả mọi động cơ, mọi cái điều kín dấu ở trong tấm lòng chúng ta. Lust and self-pity will be found in places we never expected them. Rồi chúng ta sẽ thấy lòng tham dục
rồi lòng tự thương hại chính mình được phơi bày ra. And we will then confess that we really don't know that much about the indwelling of the Holy Spirit. Và lúc đó chúng ta xưng nhận với Chúa là chúng con chưa kinh nghiệm sự cư ngụ của Đức Thánh Linh ở trong đời sống mình. I've gone through periods with Him where it's almost like every move I make, I'm seeing myself, not His purpose. Và tôi đã trải qua cái giai đoạn và tại lúc đó tôi nhìn thấy chính mình, mọi cái hành động, mọi hoạt động của tôi đều là thật ích kỷ và không có điều gì là giống của Ngài. See, the nature of the Holy Spirit is that He's just like Jesus. Và bản tánh của Đức Thánh Linh là Ngài giống y như Chúa Giêsu. He would never live for himself, but for others. Ngài không bao giờ sống cho chính mình, nhưng Ngài sống cho người khác. What about you and I? Còn về các bạn và tôi thì sao? Many of us confess that we've left all to follow Jesus. Và nhiều người trong chúng ta đã xưng rằng chúng ta bỏ hết mọi sự và đi theo Chúa Giêsu. We can sing and we can weep, and where He leads, I will follow. Chúng ta có thể vừa hát vừa khóc rằng Chúa dẫn tôi đi đâu thì tôi đi theo đó. But all the while, at 5 a.m, He can't get us to the prayer meeting. Nhưng mà đến 5 giờ sáng, Chúa cũng không thể dẫn chúng ta đến buổi cầu nguyện được. Sometimes we're hypocrites. We need to confess it. Và nhiều lúc chúng ta là những tên giả hình mà chúng ta cần phải xưng nhận điều đó. See, the primary reason we're in this school is for God to examine us and to get us right for the work of the ministry. Cái lý do mà chúng ta bước vào trong trường này là để Đức Chúa Trời có thể, Đức Thánh Linh có thể tra xét chúng ta, chúng ta và chức vụ chúng ta. We have to throw aside those things that we have allowed ourselves to believe. Và chúng ta phải quăng bỏ phải chúng ta những cái điều mà chúng ta đã cho phép mình tin. And for a moment, look at ourselves through the eyes of God. Và trong một giây lát, chúng ta hãy nhìn thấy chính mình qua đôi mắt của Đức Chúa Trời. Much of what we've done has been a facade. Và rất nhiều điều mà chúng ta làm chỉ là hư không. And our motives have been selfish. Và cái động cơ của chúng ta chỉ là ích kỷ. But if we will let Him, nhưng mà nếu chúng ta để cho Ngài hành động, He will show us that there is a difference in a world between a surrendered life in His hands and Him living His life in our body. Và Ngài sẽ chỉ cho chúng ta sự khác biệt về một đời sống đầu phục và một đời sống có Ngài sống động bên trong. You see, the book of Acts is not the Acts of the Apostles. Chúng ta thấy cái sách Công vụ các sứ đồ không phải là công vụ, công việc của các sứ đồ. But the book of Acts is the Acts of the Holy Ghost. Nhưng sách Công vụ chính là công vụ, công việc của Đức Thánh Linh. The apostles and others had simply become His body. Và các sứ đồ đã trở thành thân thể của Đức Thánh Linh. The Holy Ghost lived in their bodies, even as Jesus lived His earthly life in the body that was born in Bethlehem. Và Đức Thánh Linh ở trong họ, giống như trước đây Chúa Giêsu đã được sanh ra ở tại Bethlehem trong một xác thịt. All the Holy Ghost asks us is our will in our bodies. Và tất cả những gì Đức Thánh Linh đòi hỏi là ý chí của chúng ta, thân thể của chúng ta. He pleads with us. Này, nài nỉ chúng ta. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Và vì vậy, ở trong Công vụ đoạn 12 nói rằng, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em trong Roma đoạn 12. I never really knew what that meant, what God meant, until He brought me to the thought of the function and desire of the Holy Ghost. Và trước đây tôi không hề suy nghĩ đến điều đó, cho đến khi tôi bước vào bài học nói về chức năng và điều khao khát của Đức Thánh Linh. His function and His desire is to live the life of Jesus through me now, exactly what Jesus would live if He was personally here now. Điều khao khát và chức năng của Đức Thánh Linh là Ngài có thể sống qua chúng ta, hành động qua chúng ta như khi Đấng Christ đã sống ở trên đất vậy. Our God is a consuming fire. Và Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa hay thiêu đốt. And if God, the Holy Ghost, takes possession of our bodies, và nếu chính Đức Thánh Linh chiếm hữu thân thể của chúng ta, He will consume all there is of us. Thì Ngài sẽ thiêu đốt hóa, tiêu hóa hết mọi điều gì thuộc về con người riêng của chúng ta. We often sing to be like Jesus. All that I ask is to be like Him.
Và nhiều lúc chúng ta hát rằng con cầu xin rằng những gì con có thể được là được giống như Ngài. But when a person like Jesus comes and offers to live that life daily and hourly in us, we find out we maybe not want to do that. Nhưng mà khi Chúa Ngài đến trong lòng chúng ta, sống qua chúng ta, thì có khi chúng ta lại không muốn điều đó. We find out how shallow our commission really is. Và chúng ta thấy những cái gì chúng ta hứa hẹn với Chúa thật là rất là cạn cợt. We can be really emotional and say, give me a heart that is filled with love and make me more like thee. Và chúng ta có thể hát đầy xúc cảm về xin Chúa ban cho con một tấm lòng giống như Ngài. But when the Holy Ghost comes and He wants to live that life through us, our selfishness begins to show up. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh đến và Ngài bắt đầu bày tỏ Ngài xuống muốn sống đời sống của Ngài qua chúng ta, thì cái sự ích kỷ chúng ta nó biểu lộ ra. And we find out how unreal we live. Và chúng ta khám phá thấy rằng chúng ta thật là chẳng chân thật chút nào. I can't make it to prayer tonight. I got too many things to do. Ồ, tối nay mình không đi cầu nguyện được đâu vì tôi có quá nhiều việc để làm. I don't have time to go to the home for the elderly and visit them. Tôi đâu có thời giờ mà đi thăm mấy người già cả đâu. Oh, I can't go to the prison and visit those that are in prison. Tôi cũng không có đi thăm mấy người bị bắt ở trong tù được. We need to be totally devoted. Chúng ta cần phải hoàn toàn tận hiến. The reason we're here in this school is to discover how much of there is in us that still preserves, that still prefers to live our own life. Chúng ta vào trong trường này để chúng ta nhận biết rằng biết bao nhiêu điều ở trong chúng ta là chúng ta vẫn thích sống đời sống riêng của cái tôi chúng ta hơn. And wants to shrink from that sentence of death to our own way. Và chúng ta muốn rút người lại, không muốn cái điều mà Chúa bảo chúng ta đã chết với Ngài. That's in all of us. Đó là tất cả chúng ta là như vậy. It's not there to condemn us. Và mọi điều đó không phải để định tội chúng ta. But it's there to show us. Nhưng mà để chỉ rõ cho chúng ta thấy that we can yield to this Christ. Là chúng ta có thể phó nộp mình với Đấng Christ. That we can yield to these feelings of the Holy Spirit. Chúng ta có thể phó nộp mình cho sự xử lý của Đức Thánh Linh. See, the Bible says if you save your life, you're going to lose it. Và Kinh Thánh nói rằng nếu các ngươi giữ lấy mạng sống mình, sự sống mình thì các ngươi sẽ mất. But if you lose your life, you'll save it. Nhưng mà nếu các ngươi từ bỏ đánh mất mạng sống mình thì các ngươi sẽ giữ lại được. In light of what the Holy Ghost is trying to do, let's read Luke 9 and 24. Và chúng ta hãy đọc trong Luca đoạn 9 câu 24. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Now there are two reasons especially why he comes this way. Hai lý do tại sao Ngài đến bằng cung cách như vậy. First of all, the work that is to be done, only he can do it. Và để làm những việc gì mà cần phải làm thì chỉ có một mình Ngài mới có thể làm. If we could do it wouldn't be anything. Nếu chúng ta mà làm được thì nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì. That's why he told them to go and wait in Jerusalem until they were filled with power from on high. Vì vậy mà Chúa ra lệnh với họ là hãy lên thành Jerusalem, hãy chờ đợi nơi phòng cao cho đến chừng nào các ngươi nhận lấy quyền phép từ trên cao. See, he has not come to give us joy or bless us. Và Ngài đến không phải chỉ cho chúng ta sự vui mừng hay là chịu phước hạnh. All we need is Jesus for that. Tất cả chúng điều chúng ta cần là Chúa Giêsu. The blessing of Jesus is more than we need. Và những sự chúc phước của Chúa Giêsu nó trỗi hơn mọi điều chúng ta cần. Secondly, the Holy Ghost has come to us to take us to the cross so that He alone can live in our body for the sake of the lost world. Và điều thứ hai, Đức Thánh Linh Ngài đến để Ngài đem chúng ta lên thập tự giá. Vì chỉ có một mình Ngài mới có thể sống đời sống của Đấng Christ để cứu thế giới hư mất. And as we come to the end of this age, the challenge for the true believer before this task is begun will be so great and the attack of Satan so fierce. Và vì chúng ta sống ở trong thời kỳ sau đó, nên cái sự tấn công của quyền tối tăm sẽ rất là hung bạo và mọi thách thức của chúng ta
để có thể đóng đinh cái bản ngã chúng ta, nó trở nên rất là mãnh liệt. That flesh and blood could never endure. Và những gì thuộc thịt và huyết không thể nào chịu nổi. We look at Jesus again on the eve of his crucifixion. Chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu một lần nữa vào trước đêm mà Ngài bị đóng đinh. When the real clash came with the powers of darkness. Khi mà sự xung đột thật sự đến giữa với quyền của sự tối tăm. It was only Jesus that stood. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là có thể còn đứng vững. In spite of the surrender of the disciples and their vows of devotion to the Master. Và cho dù các sứ đồ môn đệ đã từng thề thốt bao nhiêu như thế nào. Every disciple failed in that hour. Thì tất cả mọi sứ đồ đều thất bại trong giờ đó. Looking into the future, the darkness of the last days. Vậy khi chúng ta nhìn vào tương lai trong những ngày sau rốt. The final clash between heaven and hell for the kingdom of this world. Only one person will be sufficient, and that's the Holy Ghost. Và sự xung đột va chạm giữa Đức Thánh Linh, giữa Đức Chúa Trời với quyền sự tối tăm sẽ rất hung bạo, và chỉ một đấng có thể đứng nổi thôi, chính đó là Đức Thánh Linh. We must believe in this Holy Ghost. Và chúng ta cần phải tin cậy nơi Đức Thánh Linh. He has come to conform us to the image of Jesus. Ngài đã đến để biến đổi chúng ta theo ảnh tượng của Chúa Giêsu. To reproduce in us the moral character of Christ. Để sản sinh lại trong chúng ta bản tánh đạo đức của Đức Christ. And we must believe in him to the point of absolute surrender. Và chúng ta tin cậy Ngài, phải tin cậy Ngài tới mức chúng ta đầu phục Ngài tuyệt đối. His function and desire is to fill the universe with Christ. Và chức năng và ao ước của Ngài là làm đầy dẫy cả cõi vũ trụ với Đức Christ. And to do that, he must first fill you and I with Christ and only Christ. Và để làm được điều đó, Ngài phải đổ đầy qua bạn, qua tôi, và chỉ một mình Đấng Christ được bày tỏ ra mà thôi. Let us stand. Xin mời chúng ta cùng đứng lên. Well, John the Baptist preached. Khi Giăng Báp Tít rao giảng. He said, "There's one that's coming after me that's greater than I." Thì ông nói rằng có một đấng đến sau ta. And he will thoroughly purge that floor of his garment. Và Ngài sẽ làm tẩy sạch mọi điều. He said his fan will be in his hand. Và Ngài sẽ cầm cái quạt trong tay Ngài. God is wanting a commitment out of all of us. Ngài muốn mỗi chúng ta đều có sự kết ước với Ngài. That we'll allow that total work of the Holy Spirit to do in our lives that which will purify us and bring us into the image of Jesus Christ. Đó là chúng ta muốn công việc tẩy sạch toàn phần của Đức Thánh Linh được hành động trong chúng ta, để chúng ta có thể hoàn toàn trở nên tinh rồng giống Ngài. He's asking that we'll make a commitment to be like Christ. Và Ngài đòi hỏi chúng ta hãy có một sự hứa nguyện là chúng ta luôn trở nên giống như Đấng Christ. And if you are willing to make that commitment, và nếu bạn sẵn lòng muốn có lời hứa nguyện đó, He will do that in your life and my life. Thì Ngài sẽ làm điều đó ở trong cuộc đời các bạn và trong cuộc đời của tôi. When he begins to show you things that don't please him. Nhưng mà khi Ngài chỉ cho bạn thấy những điều gì mà không làm đẹp lòng Ngài. Know that our Father is a loving heavenly Father. Thì hãy nhớ rõ rằng Cha yêu thương chúng ta là một người Cha yêu and thương. He's not showing that to destroy you or me. Và Ngài không chỉ cho chúng ta thấy những điều đó để hủy diệt chúng ta đâu. But he's revealing it to us so we can repent and be set free from that. Nhưng Ngài bày tỏ những điều đó cho chúng ta để chúng ta có thể được hiểu biết và được tự do thoát khỏi mọi điều đó. So that we can be a full channel of the Holy Spirit. Để chúng ta có thể là một cái ống dẫn đầy trọn của Đức Thánh Linh. So that we can show Jesus to the world. Để chúng ta có thể bày tỏ Chúa Giêsu ra cho cả thế giới. That through us they can meet the living Christ. Là qua chúng ta người ta có thể gặp gỡ với Đấng Christ đang sống đó. We're going to go to prayer now. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào sự cầu nguyện. And if you desire to do that, let God know about it. Và nếu bạn ao ước làm điều đó, chúng ta hãy nói với Chúa. And He will be faithful. Và Ngài sẽ là thành tín. And you will walk in a glory that you never could imagine or think. Và chúng ta sẽ bước đi trong sự vinh hiển
mà chúng ta chưa hề nghĩ đến được và chưa hề suy nghĩ được. And he will be your father and you will be his child. Và Ngài sẽ là cha của bạn và bạn sẽ là con của Ngài. And the great works that Jesus talked about will be done and seen in your life. Và công việc lớn lao của Đức Christ sẽ được nhìn thấy trong cuộc đời và qua cuộc đời của bạn. And you truly will be the temple of the Holy Spirit. Và bạn thật sự trở thành đền thờ thật sự của Đức Thánh Linh. And the holiness of God will live and abide in you. Và sự thánh khiết của Chúa sẽ sống động và sẽ luôn ở trong bạn. And it will bring conviction to many who come across your path. Và sẽ đem lại sự cáo trách cho bất cứ người nào bạn gặp đi trên đường. Và bạn sẽ được kết quả nhiều nhằm vinh hiển danh Chúa. Lord, I ask you to do that in all of our hearts this time. Và Chúa ơi, chúng con cầu xin Ngài hành động mọi điều đó như vậy trong lòng Jesus' name, Father. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thánh Linh hãy đến nơi đây, nguyện do Thánh Linh.